Anh ơi, anh đang làm cái gì đây? Thử hút mà thật à? Đây nhá, mấy bác ở trên mạng thấy nhà em bán mật ong, các bác bảo rằng là nó hút hết mật ong từng tiệm ra rồi, là nó bơm mật đẻo vào đấy. Đây em thử hút cho các bác xem nhá. Đây là một tổ ong ruồi vít nắp của nhà em, nguyên bầu đây, hàng tự nhiên không một ai nuôi được đây. Khi mà cái vít nắp cái trắng của nó mà mình chọc cái kim tiêm vào để mình hút mật ra, các bác nhìn xem được mấy giọt ạ. Nếu như mà ngồi hút hết một cái bầu này ra, em nghĩ là phải vài ngày may ra tìm mẩn mới hết, vài ngày tìm mẩn mới hết, mà khi chọc vào thì nó sẽ tạo thành cái lỗ, nó không còn được vít nắp nữa. Đây, vài ngày chắc gì đã hút được mật tiện ở trong cái bầu này ra, thế lại còn ngồi bơm lại mật đều vào trong đấy nữa, bơm lại mật đều vào trong cái bầu mật đấy nữa, thì là sẽ mất thêm bao nhiêu thời gian, và khi bơm mật đều vào thì nó có còn ở được ở trong bầu không, hay là không thể bơm được vào, bởi vì là nó đã vỡ nắp rồi thì nó bơm vào nó cũng sẽ chảy ra ngoài. Thế cho nên là mình đã chưa được chứng kiến thực tế là người ta có làm cái việc đấy hay không ấy, người ta có làm dối trá như thế hay không, thì mình không nên lên mạng chém gió các bác nhé. Bởi vì đây này, các bác thử làm đi, các bác thử mua về rồi các bác hút mật thật ra, các bác bơm mật đẻo vào hộ em xem các bác có làm được không nhá. Thời gian mà em làm được một cái như thế, cái tổ mật ruồi này bán khoảng hơn 200 đến 300 nghìn, mà thời gian mà làm cái đấy thì chia ra thì chắc là công không đủ đâu bác ạ. Thôi em bán mật thật cho nó nhanh nhá. Em bán mật thật mật tiện cho nó nhanh.